có bao giờ bạn thắc mắc hai người cùng làm việc như nhau mà tại sao kết quả lại khác nhau? Suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Sự khác biệt ở đây đó chính là cái cách tư duy bên trong của mỗi người. Hay nói cách khác hơn, đó là cái niềm tin đã được lập trình. Niềm tin hỗ trợ cho sự giàu có, nó khác biệt với niềm tin tích cực. Tư duy hỗ trợ cho sự giàu có, nó khác với những tư duy tích cực. Có một câu chuyện như sau, một người mẹ có 3 đứa con. Ngày hôm đó người mẹ đã giao cho đứa trẻ đầu tiên 10 đồng xu để đi mua sữa. Và sau khi trên đường đi mua sữa về thì cậu bé bị vấp cục đá và bị đổ hết một nửa bình sữa. Cậu chạy về òa khóc với mẹ, than kể lể với mẹ rằng con đã bị vấp té làm đổ sữa. Lúc đó mẹ cũng dỗ dành con trai và cậu cũng rất là buồn vì điều đó. Ngày thứ hai, người mẹ cũng tiếp tục giao 10 đồng xu cho người con thứ hai đi mua sữa. Và cũng giống như vậy, trên đường đi về cũng bị vấp đúng cục đá đó và bị đổ hết nửa bình sữa. Cậu bé này thì rất là vui bởi vì là may quá vẫn còn giữ lại được nửa bình sữa. Và sau đó cậu về nói với mẹ rằng, mẹ ơi, hôm nay con đi mà con lỡ bị vấp té, nhưng mà may quá vẫn còn nửa bình sữa. Cậu bé thứ hai này cực kỳ là lạc quan và tích cực. Tiếp tục ngày thứ ba, người mẹ tiếp tục giao 10 đồng cho người con thứ ba để đi mua sữa. Trên đoạn đường về, cậu bé lại tiếp tục bị vấp té vào cục đá đó và cũng đổ hết nửa bình sữa. Và cậu chạy về nhà nói với mẹ rằng, thưa mẹ, con làm đổ nửa bình sữa rồi, nhưng mà con sẽ làm mọi cách để có thể chịu trách nhiệm cho cái việc con đã làm đổ bình sữa đó. Và trưa ngày hôm đó, cậu bé này đi ra ngoài chợ và hỏi những người ở trong chợ có cần sai vặt gì hay không. Và cậu ấy giúp những cái công việc vặt cho những người khác để có thể kiếm được 5 đồng xu và trả cho mẹ của mình. Cậu bé thứ nhất và cậu bé thứ hai tinh thần thì có khác nhau, nhưng kết quả thì đều giống nhau, đó là bị mất đi nửa bình sữa. Còn cậu bé thứ ba thì cậu ấy có một cái sự khác biệt, đó là sẵn sàng hành động để có thể bù đắp lại cho cái việc hành động sai của mình, và đã bù lại cho mẹ của mình 5 đồng xu. Bởi vì cậu ấy biết rằng tại vì mình không cẩn thận cho nên đã bị vấp té, làm cho mẹ bị mất đi 5 đồng. Với những suy nghĩ tích cực, niềm tin tích cực, nó chưa giúp chúng ta thành công và giàu có. Chỉ có những tư duy hỗ trợ cho sự giàu có và sẵn sàng hành động để kiến tạo ra một kết quả khác hơn thì nó mới giúp cho chúng ta tạo ra cái sự thành công. So với câu chuyện của ba cậu bé trên thì theo anh chị, cậu bé nào sau này sẽ thành công trong cuộc sống? Chắc chắn đó là cậu bé thứ ba rồi. Bởi vì cậu bé này cực kỳ là chịu trách nhiệm, sẵn sàng hành động và làm mọi cách để có thể đạt được cái điều mình mong muốn. Chúng ta có thể nói rằng là cậu bé thứ hai cũng rất là tích cực mà. Nhưng mà tích cực thôi chưa đủ. Cái yếu tố tạo nên sự thành công đó là hãy sẵn sàng chịu trách nhiệm, hãy sẵn sàng hành động để có thể thay đổi mọi thứ theo cách mà mình mong muốn. Điều này nó mới giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống.